Mình đã thích cái điều nhất ở Đông Sương. Mình thích cái gì nhất của anh Lệ hả? Đông Sương 18 tuổi. Vóc dáng của cô đi như một người mẫu. Cái mà điều đầu tiên mà thu hút mình nhất á, đó là ánh mắt của anh. Ánh mắt của cô đặt vào tim của mình. Lúc mà ảnh có rất là vui thì trong ánh mắt của ảnh là giống như thu hút người ta tới, làm cho người ta thấy ảnh rất là handsome man. Cái điều mình rất thích ở cho Đồng Sương là nhớ dài. Thành ra lúc mình cũng dùng trong những từ trong phim ảnh là biết rồi, khổ quá nó mãi. Thành ra đôi lúc Đông Sương có những cái gì mà cô đã nhớ rồi thì cô cứ lặp đi lặp lại, làm cho mình cảm thấy bực mình. Nhưng đôi lúc mình cảm thấy mình thích là một có một người vợ nhớ dai để nhắc lại mình những cái điều gì đó, cái đúng và cái sai. Chú ban cho anh có nhiều cái tài năng lắm. Đặc biệt là những cái tài năng mà mình thấy là anh chưa bao giờ học qua, nhưng mà ảnh làm giống như là một người chuyên nghiệp như vậy. Thì cái điều mà mình thấy rất là quý mến ảnh và rất là tôn trọng ảnh đó là sự thông minh của ảnh. Ảnh rất là thông minh. Cái điều mà trong cuộc sống của mình á, mà mình thấy happy nhất. Mình và Đồng Sương thỉnh thoảng đi xem phim. Là được đi làm chung với anh Lạc. Hai người đi ăn khuya rồi về nhà ngẫm nghĩ lại cuốn phim lúc bấy giờ có ý nghĩa gì và có những điều gì hay mình cần học hỏi. Tại khi mình đi làm chung vui như vậy thì vợ chồng cũng có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Thời gian trôi rất nhanh. Mà cũng cái lúc đó cũng có thể hiểu thêm một chút về đối phương của mình. Nên thành là mình thích nhất là đi làm chung với ảnh để được nói chuyện với ảnh nhiều hơn. Hồi năm 1987, lần đầu tiên mình không hiểu lý do nào mà cách Pleiku khoảng 100 cây số là nơi mình ở. Thì buổi sáng mình thức dậy, lòng mình nao nao, mình không hiểu lý do nào mà mình chỉ mượn được chiếc xe đạp của thằng bạn. Lúc bây giờ đạp từ Công Long về Pleiku là hơn 100 cây số. Ngày hôm đó cũng rất là bất ngờ là mình đi thăm một người bạn. Nhưng mà trước khi vào cái nhà của người bạn thì mình sẽ dừng một cái cơ quan. Thì cái cơ quan đó là cái quan của anh Lệ thường xuyên ở. Nhưng mà mình không biết ảnh là ai hết. Thì mình biết đi ra ngoài phía sau để uống nước. Thì tình cờ mình đi uống nước xong rồi mình đi trở vô lại thì thấy ảnh lại đi đối diện với mình. Tới khi nào mà mình đi gần tới ảnh rồi, cái tự nhiên anh ôm mình anh hôn một cái. Thì mình có hỏi anh một câu, anh nói em với anh không có quen biết, tại sao anh ôm em anh hôn vậy? Thì anh nói tại vì em dễ thương giống búp bê quá nên thành anh ôm anh hôn em thôi. Thì cái điều đầu tiên, thì lần đầu tiên mình nghe anh nói đó là tại vì anh thấy em rất là dễ thương giống búp bê. Lúc bây giờ ánh mắt của mình nghĩ này là một người yêu của mình từ thuở nào. Mình rất mạnh dạn và táo bạo. Lúc bây giờ mình tâm sự và đặt một nụ hôn vào Đồng Sương. Cô rất thẳng thắn và làm cho mình cũng hơi ngượng ngùng lúc ấy. Nhưng thật sự Đồng Sương là người yêu lúc bây giờ của mình. Mình nhớ cái wedding của mình nó rất là special. Trong cái ngày cưới, mình và Đồng Sương rất vui được đón chào rất nhiều người bà con tới tham dự. Mình rất là 19 tuổi mà mình đâu có biết gì đâu. Tới khi làm lễ trong gia đình, đứng làm biểu đứng trước bàn thờ tổ tiên thì mình chỉ đứng trước bàn thờ tổ tiên thôi. Mình không có ý thức là đó là một cái đám cưới. Thật sự đó mình chưa có hiểu cái ý nghĩa của đám cưới đó. Rồi sau đó, mình và Đồng Sương vấp bắp bận, không dám ăn, đi từng bàn để chào bà con, đặc biệt là những cái bàn mà mấy những anh chàng mà thanh niên bạn bè tới nơi cứ nâng ly vô đi, rồi thật sự nói ra rất buồn
sau đó thì chú rể được bạn mời nhiều quá nên xỉn mất rồi. Cô dâu thật sự là lúc bây giờ mình thật là lonely, là ủa chú rể đã mất tiêu rồi, chú rể xỉn rồi, đi ngủ rồi, còn mình cô dâu. Nhưng nhớ lại, đó là điều kỷ niệm vui trong đời. Cái kỷ niệm mà rất là quan trọng của cái ngày đám cưới năm 1987. Yes. Nhìn lại đã hơn 30 năm. Được 30 năm rồi. Bây giờ nghĩ 5 năm sau nữa của cái kỷ niệm này đó, thì đó mình sẽ nghĩ là mình với anh Lệ sẽ có thời gian nhiều hơn. Nhưng cũng dành thời gian để du lịch, đi đây đi đó, cũng vui. Không biết 5 năm tới mình sẽ làm gì. Chắc có lẽ có cho nội, cho ngoại. Có cháu rồi, sẽ đi chơi với cháu, sẽ nghỉ ngơi với gia đình, đi chơi với các con nhiều hơn. Để cho gia đình gọi là cái thời gian thì mình mua không có được, nhưng mà chắc chắn là tình cảm gia đình là mình sẽ dành ưu tiên đầu tiên nhất. Và mình sẽ đi chơi du lịch với anh Lệ nhiều hơn.